Kính chào quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của năm Tân Sửu 2021. Trước khi khởi đầu chương trình Hòa Nhịp Phát Triển, thay mặt những người làm thời sự BRT, chúng tôi chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị, năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cả nước đối mặt với nhiều khó khăn thử thách chưa từng có do thiên tai dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ sự chung sức chung lòng mà chúng ta vẫn đạt được những thành tựu tích cực, kinh tế vẫn tăng trưởng, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện nâng cao. Bây giờ, chúng ta cùng đến thăm một số địa phương trong tỉnh để cảm nhận về không khí Tết. Đầu tiên là những thông tin về hoạt động chăm lo Tết của các địa phương. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu do ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết và mừng thọ cụ bà Phạm Thị Hòe, sinh năm 1912, ngụ tại địa chỉ LK20, Hàng Điều 1, khu đô thị Khang Linh, phường 10. Cùng đi còn có ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Đến chúc thọ cụ bà Phạm Thị Hòe, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cụ cùng với gia đình. Lãnh đạo thành phố bày tỏ niềm vui khi thấy cụ mạnh khỏe, minh mẫn, dù đang độ tuổi xưa nay hiếm. Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, lãnh đạo thành phố chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe và đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và con cháu. Cụ Phạm Thị Hòe sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cụ có 7 người con, trong đó có một liệt sĩ và 2 người con là thương bệnh binh. Năm nay, cụ Hòe tròn 109 tuổi và tính đến thời điểm hiện tại, cụ là người có số tuổi cao nhất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Được biết, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hiện có 42 cụ trong 100 tuổi. Trong dịp Tết này, các cấp, các ngành của Trung ương, tỉnh, thành phố đều đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ. Tối qua, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cũng đến thăm và chúc Tết công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Tại nơi đến, lãnh đạo thành phố đã động viên tinh thần và tặng quà cho các công nhân trực làm sạch đẹp đường phố, đồng thời chúc các công nhân sớm hoàn thành nhiệm vụ để về sum họp đón xuân cùng gia đình. Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố nhằm động viên chia sẻ với người lao động trong đêm giao thừa. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người phải tạm ngưng. Thay vào đó, huyện Đất Đỏ đã chỉnh trang đô thị nhằm tô điểm cho ngày xuân thêm lung linh sắc màu, tạo không khí cho nhân dân và du khách vui đón Tết. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng công tác an sinh xã hội, bảo đảm cho mọi người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo đều được hưởng một cái Tết đúng nghĩa. Các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được các ban ngành, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ triển khai cách đây khoảng một tháng và hoàn tất trước Tết gần một tuần. Các xã thị trấn đã chi trả trợ cấp Tết cho hơn 6.900 đối tượng với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc đã bố trí kinh phí, vận động các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tặng quà Tết cho người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo. Ngành chức năng huyện cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa Tết. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ được chú trọng. Song song với các hoạt động vui xuân đón Tết, các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đất Đỏ còn tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân được đón Tết vui vẻ, an toàn. Thưa quý vị, duy trì danh hiệu khu phố văn hóa suốt 15 năm qua là niềm tự hào của cán bộ nhân dân khu phố 5 phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó nên khu phố luôn hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu được giao. Năm Canh Tý vừa qua, dù dịch bệnh COVID-19 tác động nặng nề mọi mặt đời sống xã hội, nhưng nhờ đoàn kết, sẻ chia mà đời sống của bà con khu phố vẫn ổn định và phát triển. Đó là nền tảng, là cơ sở để khu phố đón xuân Tân Sửu với nhiều kỳ vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Đến khu phố 5, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, những ngày Tết, ai cũng có thể cảm nhận được không khí háo hức, nhộn nhịp. Nhà nhà sạch đẹp, rực rỡ hoa tươi, cờ tổ quốc treo thẳng tắp dọc các tuyến đường. Không chỉ người lớn mà những đứa trẻ cũng vui hơn bình thường. Ai nấy đều mong ước một năm mới luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ răn dạy con cháu. Hiện nay là chúng tôi tứ đại đồng đường là bốn đời đang sống chung.
thì các cháu chăm ngoan rồi lao động giỏi và học giỏi để góp phần xây dựng đất nước ta ngày mà một tiến bộ hơn, giàu mạnh hơn. Cái Tết năm nay thì cũng do ảnh hưởng cái dịch Covid thì bà con thì cũng là cái mà tổ chức tiệc tùng nọ kia thì cũng hạn chế để hưởng cái là cái của chính phủ để ra là mình giãn cách xã hội một phần, nhưng mà nhìn chung thì kinh tế bà con để vui xuân đón Tết là rất là tốt. Khu phố 5 phường Đông Tâm có 650 hộ dân với khoảng 2.800 dân khẩu, trong đó phần đông cư dân làm nghề kinh doanh buôn bán nhỏ. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kinh tế của bà con ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng với tinh thần đoàn kết sẻ chia, tất cả các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố đều được chăm lo chu đáo từ sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân. Thế nên, Tết dẫn đến với mọi người, mọi nhà trong không khí hân hoan, phấn khởi. Cái đoàn kết là cái truyền thống ở khu phố 5 này. Nhân dân là luôn luôn đoàn kết và tạo một điều kiện giúp đỡ cho nhau, nhất là thực hiện cái năm cái nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở địa bàn khu dân cư. Thế thì trong cái khâu đó thì nhân dân là luôn luôn là tin tưởng và hỗ trợ ủng hộ các phong trào địa phương. Nói chung là cái danh hiệu khu phố văn hóa thì khu phố năm liên tục năm nào là cũng giữ vững được, và nay ấy, thì không những là quyết tâm giữ vững mà chúng tôi còn phát huy hơn nữa cái thành tích của mình nữa để là góp sức vào là cùng với toàn phường là xây dựng cái phường Long Tâm trở thành cái phường là ấm no, giàu đẹp. Hòa mình vào bầu không khí của mùa xuân với nhiều người, đó cũng là lúc khép lại lo toan, mở cánh cửa tâm hồn, đón những thanh âm năm mới, cùng nhiều ước nguyện về một cuộc sống no đủ, khấm khá hơn, đồng hành cùng với sự phát triển không ngừng của thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, với những người dân tại các xã vừa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Tết đến thì niềm vui càng như được nhân lên bởi sự tự hào về sự đổi thay phát triển của quê hương mình, về những đóng góp của mình để tạo ra sự đổi thay ấy. Và trên hết, họ hiểu rằng nông thôn mới sẽ tạo ra những điều kiện nền tảng là cơ sở để bà con phát triển kinh tế, vươn tới cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn. Ghi nhận không khí đón Tết tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, địa phương vừa mới hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với người dân xã An Ngãi, mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn, nên từ trước Tết cao tuần, ai cũng tất bật với việc trang hoàng nhà cửa, sửa soạn mọi thứ tươm tất để đón Tết. Trên khắp các đường làng ngõ xóm, đầu đầu cũng treo cờ hoa, băng rôn đón chào xuân mới. Sau 5 năm huy động hơn 56 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của người dân, xã An Ngãi đã hoàn thành 15 trong tổng số 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Do đó, bộ mặt của xã đã khang trang, nay lại được khoác thêm chiếc áo mới rực rỡ, đẹp đẽ hơn, với đầy đủ các thiết chế hạ tầng kinh tế lẫn xã hội đạt tiêu chí quốc gia, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vui chơi, học tập của nhân dân. Từ ngày đó đó tới giờ thì ở nông thôn của chúng tôi thì đường xá thì cũng nhà nước cũng làm đẹp đẽ cho dân có vui vẻ theo trong cái dịp Tết. Kinh tế xã hội thì nó cũng phát triển, thì con cháu ở nhà nó cũng ráng làm lên phát triển cho đẹp đẽ ở trong khu vực của xã An Ngãi này. Nông thôn mới không chỉ làm thay đổi bộ mặt đô thị, mà điều quan trọng là từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cùng với sự trợ lực của nhà nước, người dân trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất muối, thủy sản, trồng lúa, qua đó tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Đời này, bình quân thu nhập đầu người của xã An Ngãi đạt gần 60,4 triệu một người một năm, vượt so với tiêu chí quy định gần 1,4 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%, tỷ lệ lao động có việc làm chiếm 94%. Những thành quả này càng tạo thêm động lực cho người dân nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm mới. Thấy là nguyên một cái xã của An Ngãi này nó cũng có nhiều cái tiến bộ, là một, hai nữa đó là các cấp, các chính quyền địa phương ở đây cũng
ủng hộ cho những cái hộ nghèo hoặc giả là những người mà neo đơn như cô đây là thì thấy cũng nó ổn định. Trong năm 2021 thì địa phương cũng tiếp tục triển khai cho đến toàn thể cái hệ thống chính trị trên địa bàn của xã để làm sao là tiếp tục duy trì 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thì bên cạnh đó là chúng tôi cũng cố gắng là phấn đấu để mà đạt những cái tiêu chí so cái hướng tới đây là nông thôn mới kiểu mẫu. Và trong cái dịp Tết này, mặc dù là đang trong cái tình hình dịch bệnh COVID xảy ra, nhưng mà trong bà con trên địa bàn của xã thì cũng vẫn được cái ý thức trong cái tác cái phòng chống dịch để đón Tết một cái Tết thật là vui vẻ, rồi ấm áp. Nhưng mà bên cạnh đó thì là vẫn đảm bảo được cái sức khỏe của mình trong cái công tác cái phòng chống dịch. Dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng với những thành quả đạt được, người dân An Ngãi vẫn rất đỗi tự hào. Thế nên, mùa xuân đến với đầy ắp niềm vui. Trên những tuyến đường quê đầy sắc hoa và rợp bóng cờ bay, nhà nhà đều quây quần đón Tết, với đầy ắp hy vọng về một năm Tân Sửu nhiều đổi mới, ấm no và hạnh phúc hơn. Trở lại với địa phương đất đỏ, thưa quý vị, Tết có không khí chung là sum vầy đoàn tụ, nhưng ở từng gia đình, từng địa bàn, từng vùng miền, theo hoàn cảnh thực tế, tập quán, văn hóa truyền thống mà Tết có bản sắc riêng, có những nét đặc thù. Vậy Tết ở miền biển, làng chài có đông ngư dân thì thế nào? Mời quý vị đến với làng chài Phước Hải để hòa vào không khí Tết của cư dân nơi đây. Làng chài Phước Hải tập trung ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, có hơn 200 hộ làm nghề đánh bắt hải sản bằng đò nan, thúng lưới, loại phương tiện chỉ khai thác gần bờ, với chuyến biển bắt đầu từ rạng sáng. Khoảng 2 giờ đến 8 giờ, hải sản thu được chủ yếu là ghẹ, mực, ốc và các loại cá nhỏ. Lượng hải sản đánh bắt không nhiều, nhưng vì là loại tươi sống nên giá bán khá cao. Trung bình mỗi chuyến, ngư dân thu nhập từ 500 đến 2 triệu đồng. Những tháng cuối năm, sóng to, gió lớn, biển động, hải sản vào bờ nhiều. Ngư dân đi thúng, đò nan thu hoạch cao hơn, thu nhập vì thế cũng cao hơn. Đi biển cho đến 29-30 Tết, ngư dân Phước Hải mới tạm đưa thùng lên bờ, dọn lưới và hối hả chuẩn bị Tết. 29 Tết nghỉ tới mùng 2 là đi lại. Năm nay nếu mà biển no thì phấn khởi tiền có tiền đó, mình trang trải đồ cũng vui vẻ hơn. Thì trong năm qua cũng thu nhập có lúc về cũng được, là cũng có một số vốn để ăn Tết, trang trải nhà cửa đồ. Năm nay đi tới 29 nghỉ 30 mùng 1 tới mùng 2 đi biển lại tiếp. Nhờ cái tháng 9 tháng 10 đi nó cũng làm dai khá hơn năm ngoái. Đó giờ thì ông già bà xưa ta thì một năm thì nó có một lần thì ba ngày Tết gần Tết cho thì mình phải sửa sẵn cho ba ngày Tết để đón xuân về để chúc Tết, rồi một năm thì 12 tháng nó có một lần thôi. Có cái là năm nay đi làm cũng đỡ hơn cũng mấy năm mỗi năm mà trước. Thì cũng làm cũng Tết năm nay cũng đỡ hơn chứ mỗi năm nhiều. Đánh bắt quy mô nhỏ, hải sản tươi sống bán ngay trong ngày quanh địa phương. Đại dịch Covid-19 tác động không nhiều đến đời sống ngư dân làng chài Phước Hải nên xuân về Tết đến, ngư dân làng chài vẫn giữ nhịp sống vốn có. Cái người thuyền thúng thì nói chung là đánh bắt cũng cơ bản là có thu nhập do cái giá của các mặt hàng hải sản này là tươi trong ngày phục vụ cho cái người dân cũng như khách du lịch nên bán được giá thì bà con cũng có thu nhập tương đối. Tết thì bà con nào cũng phải lo nhà cửa rồi này kia cũng phải tươm tắt. Thì có hay không có khó khăn hay thuận lợi gì bà con cũng có chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm cũng như là các cái trang trí nhà cửa để phục vụ đón Tết cũng nhìn chung cũng tương đối. Đón mùa xuân mới, những ngư dân làng chài ven bờ ở Phước Hải chỉ nghỉ ngơi ít ngày rồi lại ra khơi. Và họ cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa để cuộc sống luôn bình an, thư thả. Tết Tân Sửu đến khi dịch Covid-19 đang trong chiều hướng phức tạp, khiến những trộn rộn vốn có của ngày Tết có phần lắng xuống. Lắng xuống vì hạn chế tụ tập đông người. Nhưng không vì thế mà không khí Tết cổ truyền tại cộng đồng giáo dân của giáo xứ Thanh Phong, thị xã Phú Mỹ nhạt đi. Bà Tô Thị Xíu và ông Nguyễn Văn Đây ngụ tại khu phố Mỹ Hạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ,
ngay trước Tết Tân Sửu đã kịp dọn dẹp ngôi nhà mới. Ngôi nhà được xây dựng bằng sự hỗ trợ của nhà nước. Từ đó giờ quá khổ, bây giờ cũng như là vô quy hoạch này, nhà nước là nhà nước bồi thường được số tiền mua miếng đất với các cái nhà ở cũng như là đỡ khổ hơn bao nhiêu năm trước. Nó cũng cảm ơn ngành, giờ tuy rằng có cái nhà ở nhưng mà tiền bạc hết không còn gì trơn. Tết này thì quà cấp thì cũng nhiều người tặng cho, người cho này cho kia. Hồi xưa là ở các ban ngành cũng cho một cái nhà tình thương. Rồi sau này thì ở được 4-5 năm thì bây giờ trúng đường S quy hoạch mới bồi thường cho mình di dời vô này ở, mới làm được cái nhà vậy. Mới vừa xong đây 2 tuần nè, mới năm nay ở được trong nhà mới. Cũng rất mừng và cảm ơn các ban ngành của trong cái tỉnh mình. Đón Tết Tân Sửu, người dân sống xung quanh khu vực nhà thờ Thanh Phong thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân càng thêm vui vì một số tuyến đường quanh khu vực này vừa lắng chữa hoàn tất. Sau chiều năm phải lưu thông trên con đường đầy ổ gà, nắng bụi, mưa lầy, giờ đây bà con đã được đi trên con đường sạch sẽ, khang trang. Tôi thấy bà con trong những ngày, trong những năm tháng ngày đến đây, thì nhất là năm đón xuân Tân Sửu, họ rất là phấn khởi, mặc dù đại dịch như vậy đó. Và tôi cũng khuyến khích cho bà con rằng mình đã được chính quyền tạo những cái điều kiện mở mang như vậy, thì chính con người mình cũng phải xây dựng một người con người văn minh, phát triển về toàn diện con người của mình. Những cái điều gì mình chưa làm được, mình cố gắng. Tết năm trước thì đường xá nó còn ổ gà, ổ gì nhiều lắm, còn cũ cũng chưa được nâng cấp. Và bây giờ rất là tốt, đường rất là đẹp, hành lang rất là đẹp, và thấy rất là vui. Trong không khí ngày xuân, những con đường mới đưa vào sử dụng càng thêm rực rỡ bởi sắc hoa ngày xuân. Và Tết Tân Sửu càng đặc biệt hơn, vì dù phải tăng cường chống dịch, nhưng niềm vui đón xuân mới vẫn tràn đầy. Người dân xứ đạo vẫn vững niềm tin về hành trình mới. Chia tay với các địa phương đất liền, mời quý vị đến với huyện Côn Đảo để cảm nhận không khí xuân nơi đây. Thưa quý vị, đi lễ đầu xuân là nét đẹp văn hóa của người Việt. Cũng giống như người dân ở khắp mọi miền đất nước, trong những ngày đầu xuân, người dân Côn Đảo lại đến chùa và các điểm di tích tâm linh trên địa bàn huyện để cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Theo quan niệm của người Việt, mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, là mùa khởi đầu của năm mới. Vì thế, đi lễ đầu năm có thể tìm thấy sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu và cầu mong được nhiều may mắn. Điều đặc biệt nhất tại Côn Đảo đó là điểm đến đầu tiên trong những ngày xuân luôn là Nghĩa Trang Hàng Dương. Ngoài việc cầu mong những điều may mắn cho năm mới, đây cũng là dịp để mỗi người tưởng nhớ người đã ngã xuống vì Tổ quốc và cũng giáo dục cho con cháu hiểu về những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi đến đây điều đầu tiên thì xin cảm ơn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống thanh bình, trong cuộc sống yên bình, hạnh phúc như ngày hôm nay. Tết, ai ai cũng bận rộn, chăm chút cho gia đình mình. Vậy mà dòng người đến viếng Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo vẫn luôn đông kín, thậm chí đông hơn ngày thường. Có những người đi viếng người thân đã nằm lại đảo, nhưng phần lớn là người dân khắp mọi miền Tổ quốc đến đây trong hành trình về nguồn. Trong năm xuân mới này là cô chỉ có cầu mong cho tất cả coi là mọi người, kể cả người Việt Nam mình cho đến tất cả toàn thể trên thế giới là thứ nhất được là khỏe mạnh, cô dịch Covid cho nó qua đi để cho mọi người được mạnh khỏe, an lạc, sống vui vẻ. Điểm đến tiếp sau Nghĩa Trang Hàng Dương là chùa Núi Một hay còn gọi là Vân Sơn Tự, ngôi chùa duy nhất tại huyện Côn Đảo. Trong ngày đầu xuân mới, nhiều gia đình đã chọn cho mình bộ trang phục áo dài truyền thống để toát lên sự trang trọng, thành kính khi đến nơi cửa Phật. Qua đó khấn nguyện những điều an lành cho gia đình, người thân. Đầu năm mới thì lên chùa để thứ nhất là thắp hương cho Phật, thứ hai là cầu xin cho sức khỏe cho gia đình. Và một năm mới là sẽ có nhiều cái phát triển tốt đẹp hơn.
Sau một năm dài vất vả mình làm bôn ba với bao nhiêu công việc thì mình muốn đến với ngôi chùa để mình có được cái niềm an nhàn và để mình đón chào cái năm mới. Mình cũng mong là năm nay 2021 thì sẽ là một năm phấn khởi và Covid sẽ kết thúc tại năm nay, và mong cho cuộc sống luôn bình an và may mắn. Miếu bà Phi Yến hay còn gọi là An Sơn Miếu là ngôi miếu linh thiêng trên đảo, gắn liền với truyền thuyết về lòng yêu nước của bà Hoàng Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, cũng là nơi không thể bỏ qua khi đến với Côn Đảo. Đến đây vào những ngày đầu năm mới, nghe lại câu chuyện về bà, mọi người càng trân quý hơn những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Từ đó, gọt bỏ được những bộn bề, lo toan và ước vọng về những điều tốt đẹp, bình an. Lần nào đến là cũng thắp nhang tại đền bà, vì đã trở thành một cái địa điểm tâm linh, cầu cho thứ nhất là an lành cho đất nước, thứ hai nữa là sức khỏe. Đây cũng là nơi mà để có thể gửi gắm những cái gọi là nỗi niềm, cũng như là cầu khấn những cái sự bình an cho gia đình, cũng như là hạnh phúc cho bản thân cá nhân mình. Ngày nay dù cuộc sống ngày càng hiện đại, nhiều phong tục đã thay đổi hoặc mai một theo thời gian, nhưng nét văn hóa đi lễ đầu xuân vẫn không hề thay đổi. Thêm mới thấy, những giá trị thuộc về cội nguồn của dân tộc luôn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, luôn là những giá trị cốt lõi trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đến đây khép lại. Chúc quý vị có những ngày vui xuân đón Tết hạnh phúc bình an, một năm mới vạn sự thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo trên sóng truyền hình BRT.